Bình Liêu là huyện miền núi dân tộc biên giới nằm ở phía đông bắc của tỉnh Quảng Ninh. Huyện có 6 xã và 1 thị trấn đều thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, trong đó 6 xã thị trấn biên giới. Dân số toàn huyện trên 34.000 người. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao nhất cả nước, chiếm trên 96% với 3 dân tộc chủ yếu là Tày, Dao, Sán Chỉ. Mỗi dân tộc lại có những tập tục, sắc thái văn hóa riêng, song lại có sự giao thoa và chịu ảnh hưởng lẫn nhau, tạo nên một bức tranh văn hóa dân tộc đa sắc màu, hài hòa, thống nhất trong đa dạng. Người Tày Bình Liêu chiếm trên 50% dân số toàn huyện, sinh sống đa số ở thị trấn và ở thôn bản của các xã vùng thấp như Vô Ngại, Lục Hồn và Đồng Tâm. Với bản chất mộc mạc, người Tày đặt tên thôn bản của mình không hoa mỹ, không yêu cầu mang ý nghĩa giàu có phát đạt, thịnh vượng, mà sử dụng những tên gọi giản dị và gần gũi. Trước đây mỗi bản của người Tày được phân định bằng con suối, cánh rừng, tảng đá, đỉnh núi. Ngày nay, xu hướng lập bản kéo dài theo trục lộ giao thông đã và đang diễn ra. Sống hòa mình với thiên nhiên nên kiến trúc nhà của người Tày cũng rất đặc trưng, được làm hoàn toàn từ các vật liệu tự nhiên gồm cây, đất và đá. Đặc biệt, gạch để xây nhà của người Tày không phải là loại gạch thông thường mà được làm từ bùn lấy từ ruộng, sau đó đóng thành viên. Để gắn kết các viên gạch, đồng bào Tày ở đây cũng dùng chính đất ruộng được nhào nhuyễn chứ không dùng bất cứ loại nguyên liệu nào khác. Đóng thì khoảng một tuần để nó khô thì lật lên, khoảng 20 ngày nó khô hẳn thì mới đem xây được. Như cái nhà của tôi đấy cũng khoảng được trên 80 năm. Người Tày chúng tôi có câu Tài ít ao tì mã, Tài nhì ao tì lươn. Cái thứ nhất là làm mồ mả thì cho được cái mồ mả ứng tốt, còn tì lươn nơi đất làm nhà phải có đất bằng phẳng lưng tựa vào núi. Trang phục truyền thống của người Tày cũng thể hiện tính cách yêu thích sự đơn giản, thuần khiết với màu sắc chủ đạo là chàm đen, đồng nhất trên trang phục nam và nữ. Trang phục được làm từ sợi tơ tằm loại 1 hoặc vải sợi bông tự trồng, tự dệt. Đến nay, bộ trang phục truyền thống cổ xưa nhất của người Tày vẫn còn được lưu giữ và từng được trình diễn tại cuộc thi Người trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất do huyện tổ chức. Then Tày Quảng Ninh mà Bình Liêu là đại diện đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2013. Đến năm 2019, di sản thực hành then của người Tày Nùng Thái của Việt Nam được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Then Tày của Bình Liêu, Quảng Ninh với vị trí là một hợp phần văn hóa cũng được công nhận và trở thành tiền đề quan trọng để Bình Liêu tiếp tục nhiệm vụ bảo tồn và phát huy vốn di sản quý giá này. Tức là giá trị ở đây là cái giá trị bảo tồn cái văn hóa truyền thống. Ví dụ như là nếu như bảo tồn cái văn hóa truyền thống đấy thì chính là bảo tồn cái nghi lễ then cổ truyền. Mà ở đây thì vẫn còn rất là nhiều các ông, các bà then bảo lưu cái giá trị văn hóa tộc người. Ở đây ví dụ như là bảo tồn cái ngôn ngữ cổ trong cái lời then. Hoặc là nếu có cái nghi lễ then tồn tại thì cũng có là một cách bảo tồn cái ngôn ngữ tiếng Tày. Xếp sau người Tày về thành phần dân cư, người Dao tại Bình Liêu chiếm trên 28%. Người Dao Bình Liêu bao gồm Dao Thanh Phán và Dao Thanh Y, nhưng trội hơn về mặt dân số là người Dao Thanh Phán. Họ cư trú ở những nơi có địa hình vùng núi cao, gồm các xã Đồng Văn, Hoành Mô, Đồng Tâm, nơi có khí hậu mát mẻ, trong lành và nguồn nước dồi dào. Những thôn bản như Phạt Chỉ, Sông Móc, Khe Tiền thuộc xã Đồng Văn được nhiều người biết đến vì có rất đông người Dao Thanh Phán sinh sống. Về trang phục, phụ nữ Dao Thanh Phán mặc bộ trang phục truyền thống màu đen và đỏ với những họa tiết được thêu thủ công. Phụ nữ Dao Thanh Phán thường quấn trên đầu một chiếc khăn màu đỏ, in họa tiết hoa văn và buộc dây ở cằm, thể hiện sự nết na duyên dáng. Trang phục của người Dao Thanh Phán có màu sắc rực rỡ vì từ xưa họ đã quan niệm màu càng sặc sỡ, thú dữ càng sợ hãi không dám đến gần, như vậy sẽ không gây hại đến mình.
Trang phục của người Dao Thanh Phán hiện nay đã trở thành một điểm nhấn trong phát triển du lịch của huyện Bình Liêu, một sắc màu ấn tượng trong lòng du khách khi đến với huyện Bình Liêu. Người Dao Thanh Phán tại Bình Liêu vẫn còn giữ gìn được tín ngưỡng rất riêng như lễ cấp sắc, lễ cầu mùa và đặc sắc nhất là lễ hội kiêng gió được tổ chức vào ngày 4 tháng 4 âm lịch hàng năm. Từ xưa cái ngày hội kiêng gió thì nó chỉ mang tính chất là bản sắc những bản sắc dân tộc. Đến nay cái kiêng gió là một cái sản phẩm bản sắc văn hóa của người dân tộc Dao Thanh Phán xã Đồng Văn nói riêng và là sản phẩm bản sắc văn hóa du lịch của Bình Liêu nói chung. Nhóm dân tộc chính thứ 3 của huyện Bình Liêu là người Sán Chỉ. Họ là một nhánh của người Cao Lan. Trang phục của người Sán Chỉ đơn giản, tiện dụng và vẫn có những nét độc đáo riêng. Phụ nữ Sán Chỉ mặc áo xanh màu thiên thanh và váy xòe màu đen. Khi mặc trang phục truyền thống, phụ nữ Sán Chỉ phải vấn tóc, đội khăn màu xanh và kèm theo các đồ trang sức như vòng cổ, vòng tay bằng bạc. Với 82% dân cư là người Sán Chỉ, xã Húc Động là nơi có nhiều người Sán Chỉ sinh sống nhất tại Bình Liêu. Nơi đây còn được gọi với cái tên bản của người Sán Chỉ. Từ xa xưa, người Sán Chỉ đã gắn bó với con thác Khe Vằn và từ nguồn nước suối trong lành nơi đây, họ sáng tạo ra nghề làm miến rong nổi tiếng cả nước. Mỗi dịp cuối năm đầu xuân, về với bản làng của người Sán Chỉ, du khách lại siêu lòng trước cảnh làng nghề vào mùa. Khắp các bờ suối, cánh đồng, nơi nơi người dân hối hả phơi miến, chế biến miến rong. Nếu mà so với Húc Động ấy thì để mà về vấn đề cây rong này đấy thì là nhất là nhiều nhà thì cũng được nhờ vào cây rong này cũng thoát nghèo, vươn lên làm giàu với lại cũng bỏ ruộng để chuyển sang cơ cấu cây trồng hầu như trồng rong là nhiều so với Húc Động. Và về trên địa bàn huyện cũng thế, cố gắng gìn giữ cái phong tục ông cha ta để lại như là cái dân tộc của mình nhưng là nền nếp phong tục cách sống của dân tộc ta. Người Sán Chỉ tại Bình Liêu có lối hát đặc trưng không nhạc đệm, là lối hát ứng tác, ra đời từ cuộc sống lao động sản xuất thường nhật và phát triển gắn bó chặt chẽ với hoạt động lao động sản xuất của người dân. Ban đầu là lời tỏ tình của trai gái yêu nhau, qua thời gian điệu hát sóng cọ truyền thống của người Sán Chỉ đã phát triển, trở thành lối hát đặc trưng của dân tộc, mở rộng chủ đề hát về tình yêu quê hương đất nước, hát để thăm hỏi, cổ vũ động viên lẫn nhau, thi đua hăng say lao động sản xuất. Mới đây nhất, người Sán Chỉ Bình Liêu cùng với cộng đồng người Sán Chỉ của Quảng Ninh vui mừng phấn khởi khi nghệ thuật diễn xướng dân gian hát sóng cọ được xếp hạng là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Hàng năm cứ vào dịp tháng 3 âm lịch, người Sán Chỉ lại hẹn nhau về Húc Động Bình Liêu để tham gia hội sóng cọ, hay còn gọi là hội hát tháng 3, để được gặp gỡ giao lưu cùng nhau tôn vinh điệu hát truyền thống của dân tộc mình. Có dịp gì mình thì hát cái dịp đấy, ví dụ dịp Tết cũng có cái bài hát về Tết năm mới. Ví dụ lắm cưới thì cũng có bài hát về lắm cưới. Mình được hát cho các du khách nghe thì thấy rất là vui, mình tự hào về cái bản sắc dân tộc của mình. Mỗi dân tộc với những nét đặc trưng riêng đã tạo nên những mảng màu tươi sáng cho bức tranh văn hóa đặc sắc của Bình Liêu. Những sắc màu văn hóa ấy khác biệt nhưng lại hài hòa, thống nhất trong đa dạng. Sự hòa quyện thống nhất ấy thể hiện sự đoàn kết của cộng đồng đa sắc tộc. Từ lễ hội Đình Lục Nà đến hội sóng cọ tháng 3 của người Sán Chỉ, hội kiêng gió tháng 4 của người Dao Thanh Phán, đến hội mùa vàng, hội hoa sở của những tháng cuối năm. Tất cả đều được Bình Liêu xây dựng trở thành không gian giao thoa văn hóa, nơi tôn vinh và kết nối các nền văn hóa dân tộc thiểu số. Đồng thời là nơi văn hóa truyền thống và hiện đại song hành cùng tồn tại, nơi các giá trị văn hóa mới được kiến tạo, mang tinh thần thời đại. Về Bình Liêu, xem các cô gái Sán Chỉ mặc váy đá bóng đã trở thành lời hò hẹn, không chỉ của du khách trong nước mà cả những người bạn quốc tế. Đội bóng váy đen dần trở thành hình ảnh đại diện cho văn hóa Bình Liêu, Quảng Ninh, là vẻ đẹp hài hòa giàu sức sống giữa bản sắc dân tộc lâu đời với sự hòa nhập quốc tế. Đây là một nét văn hóa rất là đặc biệt, rất là đặc trưng và rất là đặc sắc. Ở đây là cái giữa hiện đại và cái truyền thống đã được phát huy tối đa. Mọi thứ rất là hay,
rất là ấn tượng đối với tôi lần đầu khi tới đây. Bình Liêu có thiên nhiên đẹp như tranh vẽ, có văn hóa đa dạng đậm đà, nơi níu chân du khách ở mãi chẳng muốn về. Trong tương lai không xa, sẽ trở thành bảo tàng sống cho văn hóa dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Ninh, là trung tâm du lịch văn hóa cộng đồng, là điểm đến du lịch bốn mùa hấp dẫn.